Câu chuyện cắt đứt sợi dây thừng. Một người leo núi nọ quyết tâm một mình chinh phục đỉnh núi cao. Sau nhiều năm chuẩn bị, anh bắt đầu hành trình. Hôm đó anh leo mãi, dù trời đã tối nhưng không dừng lại cắm trại nghỉ ngơi, vì anh kiên quyết phải hoàn thành lộ trình của mình theo đúng kế hoạch. Anh cứ tiếp tục leo lên cho đến khi xung quanh tối mịt. Dù không còn nhìn thấy gì nhưng anh vẫn không dừng bước. Chỉ còn cách đỉnh núi vài mét, anh trượt chân và ngã xuống rất nhanh, kéo đứt cả sợi dây leo núi anh vẫn cột chặt quanh mình. Trong lúc rơi xuống, anh chỉ nhìn thấy một màn đêm sâu thẳm vây quanh. Trong giây phút sợ hãi, anh mơ hồ nhận ra cái chết đang đến rất gần. Đột nhiên thân người anh bị siết chặt, giật thật mạnh. Đầu dây bị đứt của dây leo núi bị vướng vào vách đá. Anh bị treo lơ lửng giữa không trung. Lúc này anh chẳng biết cầu cứu ai, anh chỉ còn cách la lớn: "Thượng đế, xin ngài mau đến cứu con." Đột nhiên anh nghe thấy tiếng vọng từ xa đáp lại: "Con muốn ta làm gì?" "Thượng đế, xin ngài hãy cứu con." "Con tin rằng ta có thể cứu con sao?" "Đương nhiên là con tin." "Vậy hãy cắt đứt sợi dây quanh bụng con đi." Mọi thứ lại chìm vào yên lặng, nhưng người leo núi quyết định sẽ tiếp tục bám chặt vào sợi dây thừng. Nhiều ngày sau đó, đội cứu hộ tìm thấy xác của người leo núi bị treo trên một sợi dây thừng. Và sợi dây thừng chỉ cách mặt đất 1 mét. Trong rất nhiều trường hợp, quyền lực, tiền bạc, danh vọng giống như một sợi dây xích bám chặt vào tư tưởng và hành động của con người. Thật ra, chỉ cần cắt đứt những sợi dây ràng buộc đó thì cánh cửa thiên đường sẽ rộng mở trước mặt ta và cuộc sống mới của ta sẽ được bắt đầu. Câu chuyện: hãy ngẩng cao đầu, bạn sẽ thật đẹp. Trần Trần là một nữ sinh trung học hay tự ti, đi đâu cô cũng cúi đầu bởi cô nghĩ bản thân mình không xinh đẹp. Một buổi chiều sau khi tan học, cô đến tiệm trang sức và nhìn thấy một chiếc kẹp tóc hình bươm bướm màu xanh rất dễ thương. Khi thử chiếc kẹp trên mái tóc, người chủ tiệm không ngớt lời khen ngợi Trần Trần, khiến cô nữ sinh rất vui sướng, dù trong lòng vẫn còn hoài nghi. Cô vui vẻ mua chiếc kẹp, cài nó lên mái tóc và ngẩng cao đầu bước đi, mong ngày mai chóng đến để có thể đến lớp với chiếc kẹp mới. Sáng hôm sau, Trần Trần vừa đến trường vừa mỉm cười, nghĩ đến phản ứng của mọi người khi nhìn thấy chiếc kẹp xinh trên tóc mình. Trên đường vào lớp, Trần Trần gặp cô giáo và được cô giáo khen: "Trần Trần, hôm nay em xinh quá." Cô giáo vỗ vào vai Trần Trần một cách trìu mến. Trần Trần giữ nguyên nụ cười tự hào khi bước vào lớp. Hôm đó, cả lớp đã trầm trồ khen cô khác lạ và xinh hơn thường ngày. Trần Trần rất vui sướng, cô về nhà với tâm trạng thoải mái và tự nhủ, ngày mai sẽ lại cài chiếc kẹp đi học. Thế nhưng khi về đến nhà, Trần Trần ngỡ ngàng nhìn thấy chiếc kẹp bươm bướm đang nằm trên bàn học của mình. Hóa ra vì quá hào hứng, cô đã quên không cài kẹp lên mái tóc. Vậy tại sao mọi người vẫn khen Trần Trần xinh xắn? Hóa ra không phải vì chiếc kẹp mà chính là thái độ của Trần Trần đã tạo nên sự khác biệt. Ý nghĩ về chiếc kẹp mới xinh xắn là một suy nghĩ tích cực đã khiến cho cảm nhận và phản ứng của Trần Trần với thế giới bên ngoài thay đổi. Cô mỉm cười với mọi người, khác hẳn thái độ thu mình cố thủ. Điều này khiến cho mọi người nhìn thấy một điều đáng yêu mới ở cô. Đây chính là ý nghĩa và tác dụng của suy nghĩ tích cực. Câu chuyện: nhiều chân và nhanh chân. Họ hàng côn trùng đang cùng nhau mở một buổi tiệc, nhưng tiệc đang dở dang thì hết nước ngọt. Khát quá, chúng liền cử con sâu có nhiều chân nhất để đi mua nước, vì chúng nghĩ rằng nhiều chân sẽ chạy nhanh như gió. Thế là chú sâu nọ được lên đường. Nhưng đám sâu còn lại chờ mãi mà chẳng thấy chú sâu nhiều chân kia mang nước ngọt về. Thế nên một chú sâu nhỏ khác xung phong đi hỗ trợ. Vừa mở cửa lao ra, nó ngỡ ngàng vì chính mắt mình nhìn thấy chú sâu nhiều chân đang vất vả xỏ từng chiếc giày vào đám chân của mình. Không phải cứ nhiều chân hơn thì sẽ chạy nhanh hơn,
Không phải đường nét ngoại hình nào cũng cho biết mọi điều về phẩm chất và năng lực của một cá nhân. Thấu hiểu và biết chắt lọc để tận dụng được đúng sở trường của mỗi cá nhân để phối hợp với nhau mới thực sự là điều quan trọng. Câu chuyện Hoa thơm ven đường. Từ năm 20 tuổi, một chàng trai bắt đầu làm công việc đưa thư. Mỗi ngày, anh chạy đi chạy lại 50 km, gửi đến cho từng gia đình trong phố bao tin buồn vui. Cứ thế 20 năm trôi qua, con người, sự vật cũng trải qua mấy lần thay đổi. Duy chỉ có con đường anh qua lại hàng ngày là không hề có một nhành cây cọng cỏ nào, mà chỉ toàn là cát bụi mù mịt. Vì thế có đôi lần anh khó chịu nghĩ, ngày nào cũng phải đi qua con đường bồn tẻ này. Một hôm, sau khi làm xong công việc của mình, anh vô tình đi ngang qua một tiệm bán hoa. Nhìn thấy những bông hoa khoe sắc tươi vui qua khung cửa kính, anh chợt bừng tỉnh. Đúng rồi, chính là đây. Thế là anh chạy ngay vào tiệm đó, mua hạt giống hoa dại và ngay ngày hôm sau đem rải khắp ven đường. Cứ như thế, một ngày trôi qua, 2 ngày, 1 tháng, rồi 2 tháng, anh kiên trì vun đắp cho vườn hoa của mình. Giờ đây, con đường đã không còn buồn tẻ như ngày nào nữa, mà thay vào đó là sắc hoa rực rỡ 4 mùa. Cuộc sống như thoi đưa, dòng sông thời gian trôi chảy bất tận, đôi khi khiến chúng ta cảm thấy thật buồn chán. Vì vậy, thay vì chờ đợi một điểm sáng xuất hiện, sao ta không tự tô điểm thêm cho cuộc đời mình rực rỡ và nhiều hương hoa? Câu chuyện Dũng khí sống. Vào ngày quân đồng minh thắng trận ở Bắc Phi trong Thế chiến thứ 2, một phụ nữ nhận được điện thoại báo tin con trai duy nhất của bà đã hy sinh ngoài chiến trường. Vốn yêu thương con hơn cả mạng sống của mình, bà hoàn toàn suy sụp khi biết tin dữ. Bà quyết định nghỉ việc, rời bỏ quê nhà để sống ẩn dật ở một nơi hẻo lánh, muốn trốn tránh tất cả. Song khi đang thu dọn hành lý, bà tìm thấy một bức thư của con trai gửi từ nhiều năm trước. Xin mẹ hãy yên lòng, con mãi mãi không quên công ơn dạy dỗ của mẹ. Cho dù ở đâu, gặp phải khó khăn gì, con cũng sẽ dũng cảm mà sống, sống như một người đàn ông thực thụ, luôn mỉm cười với tất cả mọi đau khổ và thử thách. Con sẽ luôn ghi nhớ nụ cười của mẹ và xem mẹ là chỗ dựa cho mình. Bức thư của đứa con trai đã khiến bà từ bỏ ý định ra đi. Bà hạ quyết tâm sẽ tiếp tục sống kiên cường. Bà ở lại thành phố và giúp đỡ rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trong chiến tranh, trở thành điểm tựa mang lại nghị lực sống cho nhiều gia đình và tìm thấy lại niềm vui sống cho chính mình. Những thử thách của cuộc đời có thể sẽ khiến cho bước chân của ta trở nên nặng nề hơn. Tuy nhiên, chỉ cần còn sống thì cuộc đời của chúng ta lại có hy vọng và mới có thể thay đổi được số phận của mình. Không phải chỉ có chết mới cần đến dũng cảm, sống cũng cần rất nhiều dũng khí và quyết tâm. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Nếu thấy hay, các bạn hãy like, share và comment dưới video nhé. Và nhớ nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo trên kênh Nghe Kể Chuyện Hay. Các bạn cũng có thể theo dõi những câu chuyện hấp dẫn khác tại đây hoặc tại đây. Xin cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau.